Ronaldo ghi bàn, Anax vẫn thua thảm ở chung kết siêu cúp. Rạng sáng ngày 18 tháng 8, Anax gục ngã với tỷ số 1-4 trước Al Hilal ở chung kết siêu cúp Saudi Arabia. Ronaldo bất lực trước sai lầm liên tiếp của đồng đội. Sau thất bại ở chung kết Kim Cúp mùa trước, Anax tái ngộ Al Hilal ở chung kết siêu cúp quốc gia. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội chơi đầy quyết tâm và tạo ra thế trận ngang ngửa với nhà đương kim vô địch Saudi Pro League trong hiệp 1. Phút 44, Cristiano Ronaldo giúp Anax vượt lên dẫn trước sau pha chọn vị trí và dứt điểm cận thành chuẩn xác từ đường trả bóng của Gareth. Dù vậy, một mình CR7 là không đủ để bù đắp cho sự yếu kém nơi hàng thủ. Sang hiệp 2, các hậu vệ Anax thi đấu như mơ ngủ. Nhà đương kim Á quân FPL để các cầu thủ Al Hilal ghi 4 bàn trong vòng chưa đầy 20 phút, từ 55 đến 72. Phút 55, Milinkovic-Savic đi bóng như chỗ không người rồi dứt điểm gỡ hòa cho Al Hilal. Đến phút 63 và 69, các hậu vệ Anax bất lực nhìn Mitrovic lập cú đúp với hai pha dứt điểm từ cự ly gần. Phút 72, Ronaldo chết lặng khi chứng kiến thủ môn Bento để Malcolm cướp bóng trong chân rồi sút vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-1 cho Al Hilal. Cách biệt quá lớn khiến Anax không còn cơ hội gượng dậy. Đội chủ sân Anwar Park thua 2 trận chung kết liên tiếp trước Al Hilal, Kim Cúp, Siêu Cúp, đồng thời nối dài chuỗi trận không thắng trước đại kình địch lên con số 11, 7 thua, 4 hòa. Với cá nhân Ronaldo, anh vẫn chưa có danh hiệu chính thức nào tại Trung Đông, ngoại trừ chức vô địch giải giao hữu Á Rập Cúp vào hè năm ngoái. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã làm mọi thứ có thể nhưng vấn đề của Anax lại nằm ở hàng phòng ngự. Ngoại trừ Aymeric Laporte, các vị trí còn lại đều có màn trình diễn quá tệ hại,